con xin chắp tay lạy ta Bồ Tát Quan Âm. Con xin khắc ghi tâm lòng từ bi của Ngài. Ngài đã cho con vượt qua bao la nghiệp chướng, vượt qua bao khó khăn trong đời, cho con lấy lại niềm vui. Bồ Tát Quan Âm, Ngài ngàn tay ngàn mắt soi rọi khắp thế gian, cứu khổ cứu nạn, đem nước cam lồ tươi mát đời con. Bồ Tát Quan Âm, con ghi tạc lòng thanh ơn sâu Bồ Tát, giúp con vượt qua khổ não buồn phiền, đưa con về bến đô bình yên. Con xin chắp tay lạy ta Bồ Tát Quan Âm, đưa con thoát qua kiếp nạn trần lao gian khổ. Ngài đã cho con niềm tin an vui cuộc sống, vượt qua bao đắng cay trong đời, luôn luôn cứu khổ đời con. Con xin chắp tay lạy ta Bồ Tát Quan Âm. Con xin khắc ghi tâm lòng từ bi của Ngài. Ngài đã cho con vượt qua bao la nghiệp chướng, vượt qua bao khó khăn trong đời, cho con lấy lại niềm vui. Bồ Tát Quan Âm, Ngài ngàn tay ngàn mắt soi rọi khắp thế gian, cứu khổ cứu nạn, đem nước cam lồ tươi mát đời con. Bồ Tát Quan Âm, con ghi tạc lòng thanh ơn sâu Bồ Tát, giúp con vượt qua khổ não buồn phiền, đưa con về bến đô bình yên. Con xin chắp tay lạy ta Bồ Tát Quan Âm, đưa con thoát qua kiếp nạn trần lao gian khổ. Ngài đã cho con niềm tin an vui cuộc sống, vượt qua bao đắng cay trong đời, luôn luôn cứu khổ đời con. Ngài đã cho con niềm tin an vui cuộc sống, vượt qua bao đắng cay trong đời, luôn luôn cứu khổ đời con. Ý nghĩa của Bồ Tát Đại Thế Chí. Theo một số ghi chép, Đại Thế Chí là đại diện của trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng trí tuệ phổ chiếu hết thảy, giúp mọi chúng sanh rời xa cõi ác,
Và khi Ngài di chuyển, thế giới thập phương như trải qua cơn địa chấn, cho nên được gọi là Đại Thế Chí. Ngài đứng bên tay phải cùng với Đức Quán Thế Âm, trở thành thị giả của Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cả ba vị tạo thành Tây Phương Tam Thánh mà chúng ta vẫn kính thờ mỗi ngày. Quán Thế Âm thì tượng trưng cho từ bi, còn Đại Thế Chí thì tượng trưng cho trí tuệ. Để trở thành Phật, nhất định phải có hai yếu tố này: từ bi và trí tuệ. Nam mô Bồ Tát Đại Thế Chí, tâm như tuệ chính là tâm như ý. Tâm như tuệ chính là tánh Như Lai, hạnh nguyện châu toàn chân thiền mi. Phàm thân đừng quên những lời này. Nam mô Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài đang cùng Bồ Tát Quán Thế Âm, vì từ Phụ Di Đà ứng hóa vô số thần châu du khắp mười phương, cứu chúng sanh không lường. Chúng sanh bởi vì đau thống khổ, bởi do vì thiếu đuốc tuệ quang minh. Nhân gian bởi vì không tam quy, nên chất chồng tham nào điêu linh. Nói và làm mà trước không suy nghĩ, thì hậu quả sẽ biết đâu mà lường. Khi đã vắt cạn nguồn cơn của ý, thiếu từ bi trí tuệ vẫn đau thương. Nam mô Đức Đại Thế, chúng sanh từ nay nhớ ơn Ngài. Bất luận việc gì phải tin một hai, ly đã sai dặm ngàn con phi ma, chúng sanh từ nay noi gương Ngài. Đại Thế Chí, tâm như tuệ chính là tâm như ý. Tâm như tuệ chính là tánh Như Lai, hạnh nguyện châu toàn chân thiền mi. Phàm thân đừng quên những lời này. Nam mô Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài đang cùng Bồ Tát Quán Thế Âm, vì từ Phụ Di Đà ứng hóa vô số thần châu du khắp mười phương, cứu chúng sanh không lường. Chúng sanh bởi vì đau thống khổ, bởi do vì thiếu đuốc tuệ quang.
quang minh. Nhân gian bởi vì không tam quy nên chất chồng tham nào điêu linh. Nói và làm mà trước không suy nghĩ thì hậu quả sẽ biết đâu mà lường. Khi đã vắng cạn nguồn cơn của ý, thiếu từ bi trí tuệ vẫn đau thương. Nam mô Đức Đại Thế, chúng sanh từ nay nhớ ơn Ngài. Bất luận việc gì phải tin một hai, ly đã sai dầm ngàn còn phi ma. Chúng sanh từ nay nói gương Ngài, trên đường về pháp tánh Như Lai, 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 trên đường về pháp tánh Như Lai. Chúng ta thường thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên voi trắng sáu ngà, có nghĩa là Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Còn voi sáu ngà là tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Ngài chèo thuyền lục độ để cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ thì rộng lớn mênh mông, còn chúng sanh thì vô lượng. Nhưng Ngài vẫn không ngại nhọc nhằn, tiếp tục cứu vớt chúng sanh kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp chúng sanh. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát là thấy chân lý. Do đó, chúng ta phải tránh xa mọi ảo vọng để trở về với chân lý. Gạt bỏ mọi vô minh, đừng lấy chân làm giả, mà hãy dùng trí tuệ mà nhìn thẳng vào chân lý để được giác ngộ như chư Phật. Chúng ta phải noi theo 10 hạnh nguyện lớn của Ngài để diệt tan mọi ích kỷ, hẹp hòi. 10 hạnh nguyện của Ngài là: Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương, một nguyện đảnh lễ chư Phật, hai nguyện xưng tán Như Lai, ba nguyện rộng khắp cung dường, bốn nguyện sám hối nghiệp chướng. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương, năm nguyện tùy hỷ công đức, sáu nguyện thinh truyền pháp luân, bảy nguyện thinh Phật tại thế, tám nguyện thương tùy Phật học. Nam mô Phổ Hiền Vương, chín nguyện hằng thuần chúng sanh, mười nguyện khắp điều hồi hương, mười phương thế giới vô lượng, chúng sanh tự thanh đồng về. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương, không còn bờ giác bến mê, tất cả đồng chân nhất thế, không còn lầu thô vi tê, như như hằng viễn như như.
Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. Một nguyện đảnh lễ chư Phật, hai nguyện xưng tán Như Lai, ba nguyện rộng khắp cung dường, bốn nguyện sám hối nghiệp chướng. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. Năm nguyện tùy hỷ công đức, sáu nguyện thinh chuyện pháp luân, bảy nguyện thinh Phật tại thế, tám nguyện thương tùy Phật học. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. Chính nguyện hằng thuận chúng sanh, mười nguyện khắp điều hồi hướng, mười phương thế giới vô lượng, chúng sanh tứ thánh đồng về. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. Không còn bờ giác bến mê, tất cả đồng chân nhất thế. Không còn lầu thô vi tê, như như hằng viễn như như. Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương. 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 Nam mô Bồ Tát Văn Thù trí tuệ sinh ra, chư Phật ba đời trí tuệ phá tà hiện chánh thời thời. Nên trí tuệ chính là kim cương trí, còn đâu là bến mê. Nơi nào không bờ giác, Nam mô Bồ Tát Văn Thù. Bởi chúng sanh mờ tối âm u, chớ phải đâu hiện giả quá ngu, tránh làm sao trầm luân thông khổ. Bởi chúng sanh từ nhốt ngục tù, không dừng chân
thiếu phước vùng tu, thì ba cõi là căn nhà lửa, địa ngục không chỗ chứa, đường thanh trắng chiều về chần chừ và lần lửa, nên tràn ngập sóng mê. Hỡi chúng sanh tình thương, đừng có mãi nhiều lời, đêm tàn canh thao thức, đừng có mãi lời mơ. Nương nhờ Bồ Tát Văn Thù, thánh gương trí tuệ tuyệt vời, các đức muôn ngàn hư dối, một khi đã tình là đây. Nam trí tuệ sinh ra chư Phật, ba đời trí tuệ phá tà hiện chánh thời thời, nên trí tuệ chính là kim cương trí, còn đâu là bến mê, nơi nào không bờ giác. Chúng sanh mờ tối âm u, chớ phải đâu hiện giả quá ngu, tránh làm sao trầm luân thông khổ. Bởi chúng sanh từ nhốt ngục tù, thiếu phước vùng tu, thì ba cõi là căn nhà lửa, địa ngục không chỗ chứa, đường thanh trắng chiều về chần chừ và lần lửa, nên tràn ngập sóng mê. Canh thao thức, đừng có mãi lời bơ. Nương nhờ Bồ Tát Văn Thù, thánh gương trí tuệ tuyệt vời, các đức là đây. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Vương Bồ Tát. Nam mô Nam mô Nam mô Văn Thù
hạnh nguyện từ bi của Đức Quán Thế Âm là bao la vô tận. Ngài là hiện thân của Đấng Mẹ Hiền, vượt lên trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả thánh nhân được tôn xưng là Mẹ Hiền. Nơi nào có khổ đau, có tai nạn, nơi nào có phát ra tiếng xưng niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm chí thành tha thiết, thì nơi ấy có sự hiện diện của Bồ Tát, và nơi đó được giải trừ tất cả khổ đau và tai nạn. Danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhân gian ai cũng biết và cũng đều tưởng niệm trong những lúc hiểm nguy ách nạn. Đó là sức huyền diệu của Bồ Tát mà mọi người ai ai cũng kính ngưỡng và tôn thờ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, từ nhãn thì chúng sanh mắt thương nhìn, cuộc đời ngàn tay ngàn mắt chiếu diệu nơi nơi. Đại bi đại nguyện cứu khổ cho đời, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lắng tai nghe tiếng cứu khổ tầm thinh, lắng tai nghe tiếng nghiệt ngã điêu linh của trần gian, của vạn loài, của nhân sinh cứu độ chúng con muôn giá muôn hình. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ hiền trang trại đức tình thương, chúng sanh khổ nạn khắp trăm đường, hỷ nộ dục lạc ai ai ô, cam lộ bình thủy nước canh dương. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài thủy từ cứu chúng con, trần lao nghiệp cảnh khổ không đường, nước mắt còn nhiều hơn nước biển. Nguyện đức từ bi cứu chúng con. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, từ nhãn thì chúng sanh mắt thương nhìn, cuộc đời ngàn tay ngàn mắt chiếu diệu nơi nơi. Đại bi đại nguyện cứu khổ cho đời, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lắng tai nghe tiếng cứu khổ tầm thinh,
lắng tai nghe tiếng nghiệt ngà điêu linh của trần gian, của vàng loài, của nhân sinh cứu độ chúng con muôn giá muôn hình. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mẹ hiền trang trại đức tình thương, chúng sanh khổ nạn khắp trăm đường, hỷ nộ dục lạc ai ai ô, cam lộ bình thủy nước canh dương. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin ngài thủy từ cứu chúng con trần lao nghiệp cảnh khổ không đường, nước mắt còn nhiều hơn nữa.